ông lại nào. Cô có chuyện cần thông báo. Giới thiệu với các em, đây là thầy Đôn. Thầy Đôn là hiệu trưởng của một trung tâm nghiên cứu tài năng vũ trụ. Hôm nay, thầy tới đây để tuyển chọn các nhân tài mới cho trung tâm của thầy. Chào các em, tôi là thầy Đôn. Theo như các em vừa biết, thì tôi là hiệu trưởng của một trung tâm nghiên cứu tài năng vũ trụ. Nếu các em học tập ở đó, thì trong tương lai không xa, các em cũng trở thành một nhân tài mà ai ai cũng ngưỡng mộ và còn được cử đi vũ trụ học tập với các vì sao. Nhưng không phải ai cũng được vào lớp đặc biệt do đích thân ta chỉ dạy, nên ta sẽ mở ra một cuộc tuyển chọn. Trò nào hoàn thành thử thách mà ta đưa ra thì sẽ được vào lớp của ta. Nên nhớ, các thử thách sẽ không dễ dàng gì đâu. Ngoài trí tuệ ra thì các em cần phải có thể lực. Có một trong hai cũng không thể thành nhân tài được. Các em biết vì sao không? Dạ, nếu có trí tuệ mà không có sức khỏe thì cũng không làm được chuyện lớn. Còn nếu có sức khỏe mà không có trí tuệ thì cũng không thể khiến người khác khâm phục. Nói rất đúng. Tiêu chí tuyển chọn lần này là trí tuệ và thể lực. Hy vọng các em có thể vào được lớp học nhân tài của ta. Theo như thầy Đơ nói, nếu con được vào lớp nhân tài, papa và mama sẽ rất tự hào về con. Trở thành một nhân tài mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Con cũng muốn vào lớp đó học nữa. Mẹ ủng hộ ba đứa. Chỉ cần các con cố gắng thì nhất định sẽ thành công. Các con uống sữa chai Cool đi, papa đã mua rất nhiều. Khi mua mỗi thùng sữa Cool túi hoặc thùng sữa Cool chai bất kỳ là sẽ đóng góp cho tổng đài Love Cool 10.000 đồng để hỗ trợ cho các bạn khó khăn đó. Tổng đài đang hỗ trợ cả ngàn bạn nhỏ khó khăn đúng không ba? Đúng rồi. Hả? Chào các em, dòng tuyển chọn hôm nay được chính thầy bài trí, sẽ kết hợp giữa thể lực và trí tuệ. Các em phải cố gắng tốt nhất có thể nha. Cuộc thi gồm nội dung như sau. Dòng 1, các em sẽ kéo bánh xe hơi được cột dây thừng đến trạm 2. Tại dòng 2, các em sẽ giải câu đố mà thầy đưa ra. Dòng 3, sẽ cột 2 túi bột và đu xà đơn. Dòng cuối cùng là giải được bài toán khó mà ta đưa ra. Cuộc thi vô cùng đơn giản, các em đã hiểu rõ chưa? Dạ rõ. Dạ. Được, cuộc thi bắt đầu. Cái gì đen khi mua, khi dùng thì đỏ, khi dùng xong thì xám? Than đen khi mua, lúc dùng thì đỏ, và khi còn tro thì xám. Cuộc thi hôm qua các em đã làm rất tốt, nhưng thầy cũng tiếc cho vài bạn đã không hoàn thành được bài tuyển chọn mà thầy đưa ra. Nhưng không sao, không được lần này thì lần sau vậy. Kết quả thì được dán tại bảng thông báo, các em có thể đến xem. Vali Cool đúng xịn luôn nè anh hai.
anh sẽ sưu tập thẻ đặc biệt trong thùng cun túi để đổi cho em một cái nữa nếu em học giỏi. Chuyện gì vậy? Không lẽ chúng ta đã bị bắt cóc? Không có đâu. Chào các học viên mới, ta là thầy Đôn, hiệu trưởng trung tâm đào tạo nhân tài. Hoan nghênh các em đến đây học tập. Ở đây các em sẽ được học những môn mà ở trường các em chưa bao giờ được học. Các em sẽ được đào tạo thành một nhân tài thực thụ, tương lai sẽ được hàng trăm ngàn người ngưỡng mộ bởi tài năng siêu phàm của các em. Giới thiệu với các em, đây là hai hiệu phó của trung tâm. Đây là thầy lớp và thầy bốp. Hai thầy sẽ phụ trách cùng ta trong việc giảng dạy các em sau này. Nhìn hai thầy hiệu phó quen mặt lắm luôn á. Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Em có dự cảm không lành. Ha ha, chào mừng các em đến với trung tâm nhân tài. Bây giờ các em sẽ chọn phòng ở của mình. Phòng được thiết kế hoàn toàn khác nhau. Xấu đẹp đều có. Ai chọn được phòng đẹp thì mừng, ai chọn được phòng xấu thì chịu. Ai vào cùng phòng với nhau thì sẽ cùng ngâm. Vậy mà đúng không? Vào phòng cũng có số lượng giới hạn. Ai mà chậm có khi chẳng còn phòng mà ở. Nên là các em phải nhanh chân lên nha. Một, hai, ba. Ủa, sao kỳ vậy? Mình không sử dụng siêu năng lực được. Trung tâm này có gì đó rất kỳ lạ. Hai anh chị đừng có ở đó nói nữa. Chúng ta sắp không còn phòng để ở rồi kìa. Đúng vậy, mình phải nhanh lên thôi. Chạy nhanh lên tắm tuốt. Em mà chậm như vậy là không có phòng cho mình đâu. Chớp chạy lên trước xí phòng đi. Lại dắt tám theo sao? Ừ. Phòng gì mà bụi bặm dơ hầy, ai mà ở được? Ai ở thì ở đi, tôi kiếm phòng khác. Tôi cũng đi phòng khác. Nhường cho chớp đó. Phòng gì mà bụi quá. Hết phòng rồi hả? Còn mỗi căn phòng này thôi. Các bạn chê không ở nên mình có phòng ở nè. Cái này mà phòng cái gì? Nó giống cái kho cũ thì đúng hơn. Thôi chúng ta chậm hơn các bạn khác thì đành chịu vậy. Dọn dẹp lại chắc cũng ở được mà. Cùng làm thôi. Ừ, được thôi. May quá, mình có mang áo choàng và gói cun. Để có được áo choàng thì mình đã sưu tập thẻ cun khám phá trong mỗi lớp sử cun hộp giấy. 36 thẻ là đủ. Thank you.
Phòng này tụi tôi tới trước, không ai được giành. Sao lại là của bạn? Phòng này tôi xí trước mà. Nè nè nè, tôi mới xí được, hai bạn đừng có giành với tôi nha. Nhóm mấy bạn tới sau thì đi kiếm phòng khác. Phòng này của tụi tôi. Hết phòng rồi, tụi tôi phải có được cái phòng này, không ai được giành hết á. Còn tụi tôi thì sao? Phòng không có, tụi này ở đâu? Ở đâu kệ mấy bạn chứ. Sao cái trung tâm lớn như vậy lại thiếu phòng? Còn bắt chúng ta phải tranh giành chứ, ngộ vậy. Đủ phòng thì cần gì giành? Ai mạnh thì có chỗ ở, ai yếu thì khỏi ở, vậy thôi. Ý bạn là gì? Đúng rồi, tranh giành đi, đánh nhau đi, cứ vậy mà phát huy. Rồi tụi nó sẽ mất đoàn kết, sẽ không yêu thương nhau nữa. Bọn nhóc này thật ngốc nghếch, có cái phòng cũng giành, ngu nghê. Tụi nó ồn ào quá, bây giờ để tụi nó đánh nhau xong, tụi nó không chơi với nhau nữa, chỉ nghe lệnh ta, ta sẽ điều khiển chúng. Ông thì ghê rồi. Phòng này tụi tôi tới trước, không ai được giành, phòng tôi mà. Nè nè nè, tôi mới xí được, hai bạn đừng có giành với tôi nha. Thôi, sao các bạn lại cãi nhau? Phòng tôi mà bạn đó giành. Phòng nào phòng của bạn, phòng tôi vô trước mà. Phòng tôi mà. Phòng tôi. Thôi mà, sao các bạn cứ chia phòng bạn phòng tôi vậy? Chúng ta có thể ở cùng một phòng mà, sao lại phải chia rẽ nhau ra? Tinh thần đoàn kết của chúng ta khi ở trường học Quân đâu rồi? Giờ ở chung trường, chúng ta là gia đình, các bạn có thể ngủ chung một giường và ở chung một phòng. Có thể bài học đầu tiên trong trường này là đoàn kết đó. Nếu như các bạn cãi nhau thì có thể bị đuổi. Mấy anh chị đừng cãi nhau nữa, ở chung mới vui chứ. Được rồi, tụi này không cãi nhau nữa, phòng cũng sẽ ở cùng nhau. Đoàn kết chính là sức mạnh. Chúng ta không nên vì cái phòng mà đánh mất sự đoàn kết đó. Hãy đoàn kết, vì đoàn kết mới giúp chúng ta chiến thắng được. Các bạn uống đi, vì sữa trái cây có thiên đề kháng chuẩn 5 sao, giúp các bạn khỏe hơn đấy. Siêu Lì ơi, có phải nếu mua mỗi thùng sữa Cool chai hoặc túi là sẽ đóng góp cho tổng đài Love Cool 10.000 đồng không? Đúng vậy, tổng đài sẽ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn đó. Chúng ta hãy cùng Cool vui Tết, kết yêu thương nhé. Chúc mừng các em đã vượt qua được cuộc sát hạch đầu tiên. Sự đoàn kết của các em khiến thầy rất vui mừng, vì hiếm có ai vì lợi ích chung của mình mà đi nhường cho người khác cả. Mong là bài học đầu tiên này sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về sự đoàn kết. Thôi được rồi, các em hãy về phòng nghỉ ngơi sớm. Ngày mai chúng ta sẽ có thử thách khác. Mong là các em luôn giữ vững tinh thần của mình. Hẹn gặp lại các em vào ngày mai. Ba đứa phá đám chớp lì tắm. Tại tụi nó mà mấy đứa kia mới không đánh nhau. Tức chết mà. Ai là người đã cho ba đứa nó vào trung tâm chúng ta học vậy? Tụi nó thi tốt nên được vào học thôi mà. Ông là người tuyển tụi nó vô chứ ai? Tức quá, tụi nó mà ở đây là kế hoạch của chúng ta coi như thất bại rồi. Các học sinh hãy thức dậy đi, sáng rồi, mau tập trung đi. Dù có vội vàng cũng đừng quên uống sữa chua uống Cool nha. Được lên men hoàn toàn tự nhiên, tốt cho hệ tiêu hóa của em đó. Dạ. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện thử thách leo núi. Nhóm nào leo lên đỉnh núi nhanh nhất sẽ được xếp ở vị trí cao nhất và sẽ có cơ hội được gửi đi nước ngoài học tập. Mấy đứa có 5 phút để chuẩn bị, sau 5 phút sẽ xuất phát. Các bạn rõ chưa? Rõ. Đúng rồi, chạy nhanh hơn nữa đi. Mình cũng đi thôi, hiệu trưởng. Đi chi? Thì theo giám sát tụi nhóc đó chứ làm gì? Đó là việc của hiệu phó, hiệu trưởng sẽ ở lại trường. Ủa, gì kỳ vậy? Dù hai người là hiệu trưởng hay ta là hiệu trưởng, không thấy ta già cả rồi hả? Hai người đi đi. Hả, ý mình là hiệu trưởng thì muốn làm gì thì làm, kỳ thiệt. Ê, thôi đi lẹ, không ra chữ nữa bây giờ. Hả? Đồ ăn hại, nhìn
bụi đây. Cha mình nấp dưới, mưa lớn quá. Sao các bạn không mang áo mưa theo? Mình chưa sưu tập được 8 thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa côn túi. Rồi, mau vào nấp đi. Cháu à, cháu có biết nếu mà giúp đỡ người khác thì sẽ là hại mình không? Nếu cháu thua thì phần thưởng sẽ thuộc về tay người khác đó. Nếu là ta, ta sẽ chọn không giúp ai cả. Thôi mấy bạn tự kiếm chỗ trú mưa đi, tụi này không giúp nữa đâu. Ủa, mấy bạn không có áo mưa hả? Tụi mình không có mang theo. Thôi vô che cùng tụi mình đi rồi mình cùng leo núi. Bộ, mấy bạn không sợ tụi mình giành chiến thắng hả? Ai thắng cũng vui mà, có gì đâu mà phải sợ. Nếu các bạn chiến thắng, mình sẽ rất tự hào vì các bạn là bạn mình nè. Ngoài việc có thể săn thẻ du ngoạn đổi áo mưa, thì khi mua mỗi thùng cuốn túi hoặc cuốn chai, anh đã đóng góp vào tổng đài lớp cuốn 10.000 đồng đó. Tổng đài sẽ hỗ trợ các bạn khó khăn đấy. Tụi mình sẽ mua thật nhiều sữa cuốn để đóng góp nhiều hơn. Nhóm mình quên mang theo lều rồi. Nhóm bạn cho tụi mình ngủ ké với nha. Ủa, đi leo núi mà không mang lều làm sao? Nhóm mình ngủ hết chỗ rồi. Nhóm bạn không có lều thì thức tới sáng rồi leo tiếp. Có gì mà khó, đi chỗ khác cho tụi mình ngủ. Nhóm bạn không có lều hả? Mình quên mang theo. Thôi giờ ngủ cùng tụi mình nè. Lều cuốn lớn mà, còn ngủ được 5-6 người luôn á. Nhưng mà anh chị vô ngủ đi, còn trống mà. Sao nhóm chớp lại giúp tụi mình, trong khi nhóm bà... Tụi mình là bạn bè mà. Mình biết ơn các bạn vì đã là bạn mình. Nếu không có các bạn, mình sẽ rất buồn. Thôi, vô ngủ với tụi mình đi. Nhanh lên tắm tốt ơi, sắp tới rồi. Uống cun sô-cô-la lúa mạch đi, sẽ giúp em có thêm năng lượng đó. Hả? Cứu với, có ai không? Ai như tiếng bạn trưởng nhóm ba vậy ta? Nghe tiếng gần đây nè anh chóp. Mau chia ra tìm thử. Hả? Chóp ơi, cứu tụi mình với. Chờ chút, mình ném dây xuống liền. Đừng kéo nữa, tụi mình sắp rơi xuống rồi. Tụi mình không đủ sức kéo mấy bạn lên được. Để mình đi nhờ mấy nhóm khác tới giúp. Mấy anh chị ơi, tới giúp tụi em với. Ủa, có chuyện gì vậy? Nhóm ba bị rơi xuống hố rồi. Mấy bạn tới phụ tụi mình, kéo các bạn lên nha. Thôi, tụi này không giúp nhóm ba đâu. Mấy bạn đó ích kỷ lắm. Đêm qua đã không cho tụi mình ở ké, còn bắt tụi mình thức tới sáng ngoài trời sương rét nữa. Chết cũng đừng có giúp, kệ mấy bạn đó đi. Chúng ta đều là bạn mà, không lẽ mấy bạn thấy chết không cứu? Huống hồ ở đây trên núi nữa, rất là nguy hiểm. Đúng rồi đó, giúp tụi mình kéo mấy bạn đó lên đi. Nể tình chết giúp tụi mình núp mưa nên mình mới giúp đó. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Trời đất, người xấu tính vậy á mà tụi con còn muốn giúp sao? Giúp xong tụi nhóc đó sẽ không cảm ơn đâu. Tụi nó còn chiến thắng nữa. Tụi này không giúp nữa, chớ cũng đừng có giúp.
Phải đó chứ, mấy bạn đó xấu tính lắm. Hả? Ủa vậy là sao? Sao hai người không chia rẽ bọn chúng? Chia rẽ rồi chứ bộ. Vậy sao tụi nó lại về cùng một lúc? Ai mà biết đâu, ông hỏi tôi biết hỏi ai. Tức chết ta rồi. Tụi em về rồi ạ. Hồi nãy thầy thấy nhóm 3 bị rơi xuống hồ, nhóm 2 và nhóm 1 không có giúp mà. Sao các em lại về chung được vậy? Sao thầy biết nhóm 3 bị rơi xuống hố? Thầy dùng vệ tinh quan sát tụi em nên biết tình hình thôi. Mà sao các em lại về cùng? Dạ, tụi em tính không giúp nhóm 3 đâu, vì các bạn rất ích kỷ, không chịu giúp đỡ bạn bè. Vậy sao cuối cùng lại đổi ý? Nhưng đi được một đoạn, tụi em nghĩ lại, nếu chiến thắng mà phải bỏ lại bạn của mình thì không vui. Hơn nữa, ai cũng có lỗi lầm, tụi em cũng nên biết tha thứ. Dạ đúng rồi á thầy. Hơn nữa, tụi em còn có ân tình với nhau. Mẹ em dặn phải biết ơn bạn bè, vì bạn bè đã học cùng mình, chơi cùng mình. Nếu không có bạn bè sẽ rất buồn. Thôi, các em về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ, chào thầy. Vài bữa mình gặp lại nha mấy bạn. Mình về nha, ít bữa nữa gặp. Chiều qua nhà mình chơi đi. Mình sẽ nói mẹ làm bánh cho các bạn ăn. Mẹ mình làm bánh ngon lắm. Được, có gì mình với Siêu Lì qua nhà bạn học thêm luôn. Vậy thôi, mình về trước nha. Các bạn nhớ qua đó. Ở trường nhân tài vui lắm ba ba. Tụi con được đi leo núi nè, được cắm trại nữa. Quan trọng là tụi con học được cách đoàn kết để cùng nhau vượt qua khó khăn. Khi nào tụi con sẽ quay về trường lại? Dạ, hiệu trưởng cho tụi con nghỉ vài ngày. Tụi con về thăm papa và mama, sau đó sẽ quay về học tập tiếp. Nếu học giỏi, tụi con còn được đi nước ngoài nữa đó. Vậy tụi con phải ráng học thật giỏi nha. Dạ. Papa cho tụi con qua nhà bạn chơi nha. Xíu tụi con về liền. Ừ, đi đi. Nhớ về sớm còn ăn cơm tối nữa. Dạ, tụi con biết rồi. Các bạn vô nhà đi. Mình nghe nói khi mua mỗi thùng cun chai hoặc cun túi là đóng góp cho tổng đài Love Cun 10.000 để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, đúng không nhỉ? Đúng rồi đấy. Sao anh buồn quá vậy? Anh bị mẹ anh la hả? Hay mẹ bạn không thích tụi mình qua nhà chơi? Đâu có, mình buồn chuyện khác. Có gì buồn bạn cứ tâm sự với tụi mình đi. Biết đâu tụi mình giúp được gì cho bạn thì sao? Vậy anh uống sữa cun tươi vui đi. 100% nguyên liệu nhập Úc theo công nghệ Frozen Fresh. Các chú bò được chăn thả tự nhiên. Uống cun tươi vui là vui tươi liền à. Xong kể tụi em nghe. Mẹ mình có em bé rồi. Có em bé vui mà. Sao bạn lại buồn? Em bé của anh Chấp Chấp là em nè. Anh thấy anh Chấp Chấp thương em không? Nhà mình có mỗi mình nên buồn lắm luôn á. Vậy mà mẹ bạn có em bé mà sao bạn buồn? Con biết tin gì chưa? Mẹ con có em bé đó. Sắp tới mẹ con đẻ em bé sẽ không còn thương con nữa đâu. Sao cô Tư lại đùa như vậy với cháu? Không vui chút nào. Mẹ sẽ không thương mình nữa. Cô hàng xóm chỉ nói đùa thôi. Sao mẹ bạn không thương bạn được? Nếu thương mình, sao mẹ lại có em bé? Giờ mẹ tối ngày mệt mỏi, có làm bánh được cho mình nữa đâu. Lúc có em bé, mẹ sẽ chăm em bé mà không có thời gian cho mình. Thôi, anh đừng buồn nữa. Giờ em đưa anh đến phi thuyền cun tươi vui để quay về quá khứ lúc anh sinh ra nha. Để coi ba mẹ anh có thương anh hay không để biết liền ha. Phụ nữ khi mang thai rất vất vả, đi đứng khó khăn, bất tiện đủ thứ. Lúc mẹ mình mang bầu 8 tuốt á, thì có đêm mẹ mình không có ngủ được, phải đi loanh quanh phòng khách tới sáng luôn. Ăn uống cũng không ngon nữa, mà mẹ vẫn phải chăm sóc cho mình.
Lúc này mình còn trong bụng mẹ mà ba đã nói chuyện rồi. Mình không biết gì, ba mẹ thương mình quá. Nhanh lên anh ơi, em đau bụng quá. Anh ra liền đây. Từ từ thôi em. Em coi con nè, dễ thương quá trời luôn. Con giống anh quá. Sau này chúng ta sẽ sinh thêm một đứa em nữa cho con bầu bạn, có anh có em, giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó khăn. Như vậy á thì con mới không cô đơn. Được, đợi con lớn thì chúng ta sẽ sinh thêm đứa nữa. Mẹ ngồi nghỉ đi, để con làm cho. Mẹ làm được mà. Mang bầu vất vả lắm. Từ hôm nay chuyện quét nhà, lau nhà mẹ để con làm phụ mẹ nha. À mẹ ơi, con rất biết ơn mẹ vì mẹ đã sinh em bé cho con, để con có người bầu bạn vui chơi, để con trưởng thành hơn. Con cảm ơn mẹ. Tết đến nơi rồi, tụi mình hãy về nhà để cùng Cun vui Tết kết yêu thương đi. Dạ. Xong hết cho mấy đứa, đừng quên mang sữa chua uống Cun nha các con. Đi học xa nhà mang sữa chua uống mỗi ngày để tốt cho hệ tiêu hóa nha. Dạ, dạ con chuẩn bị hết rồi ạ. À. Hả? Hiệu trưởng gửi tin nhắn nè. Mình cũng có. Em cũng có. Để anh mở ra xem hiệu trưởng nói gì. Chào các bạn nhỏ, trước khi các bạn quay trở về trung tâm nhân tài thì ta muốn các bạn hãy chuẩn bị bài học tiếp theo cho ta. Bài học tiếp theo là bài học phá hủy môi trường. Người thành công thì phải có lối đi riêng, người ta bảo vệ thì mình phải phá. Chúc các bạn nhỏ thành công. Nếu ai làm nhiều hành động phá hủy môi trường thì mới được quay lại trường học. Hả? Vậy là sao? Sao hiệu trưởng lại bắt chúng ta phá hủy môi trường? Giờ chúng ta phải làm sao đây? Hả? Bây giờ ngoài các con ra, chắc các bạn cũng đã nhận được tin nhắn mà hiệu trưởng gửi tới. Các con phải lập tức đi tìm các bạn để khuyên nhủ các bạn đừng làm gì có hại cho môi trường. Papa và mama sẽ đến trường của các con để làm rõ chuyện này. Chúng ta phải chia nhau ra hành động thôi. Dạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trung tâm nhân tài đâu? Bây giờ nhìn nó như một nhà máy khí thải hơn. Nhìn kìa. Hóa ra là tiến sĩ Đơ. Lượng khí thải này mà được thả ra môi trường thì sớm muộn gì cả trái đất sẽ bị diệt vong. Thì ra đây là căn cứ của tiến sĩ Đơ. Chúng ta phải nhanh chóng ngăn ông ta lại. Hả? Dừng tay. Các bạn đừng xả rác nữa mà. Đúng đó, như vậy sẽ gây ô nhiễm môi trường. Nếu môi trường ô nhiễm chúng ta sẽ chết hết đó. Mấy anh chị mau dừng tay đi mà. Mỗi ngày chúng ta hít thở không khí từ môi trường, ăn thức ăn từ môi trường, vậy mà chúng ta lại đi phá hủy môi trường. Như vậy là vô ơn lắm đó. Ba bạn tránh ra đi. Chỉ có xả rác phá hủy môi trường thì tôi mới có cơ hội quay lại trường học nhân tài mà thôi. Né ra coi. Mấy bạn vướng chân vướng tay quá à. Các bạn đang làm gì vậy? Sao lại chặt cây? Không chặt cây thì sao phá hủy môi trường được? Ủa,
bộ bạn chưa coi tin nhắn hiệu trưởng gửi hả? Mau làm cùng tụi mình đi. Các bạn thôi đi, đừng chặt cây nữa. Bây giờ các bạn đừng chặt cây nữa, hãy đến tương lai cùng mình. Nếu các bạn chịu đi với mình, mình sẽ từ bỏ trường học tài năng. Tới lúc đó, khả năng thắng của các bạn sẽ rất cao. Đúng vậy, mình cũng sẽ từ bỏ. Các bạn nhất định sẽ có cơ hội được đi nước ngoài. Phải đó. Cái này á là do bạn nói nha. Chỉ cần các bạn từ bỏ trường học tài năng thì kêu tụi mình đi đâu cũng được. Vậy em sẽ đưa anh chị tới tương lai bằng phi thuyền Cun Tươi Vui, để xem tương lai mà anh chị phá hủy môi trường sẽ thành thế nào. Nước của tôi mà. Nước của tôi mà, để tôi lấy. Hơn 2 ngày rồi tôi chưa được uống nước. Đây là tương lai sau khi các bạn chặt cây và phá hủy môi trường. Bây giờ các bạn biết mọi việc nghiêm trọng thế nào chưa? Môi trường cho chúng ta không khí để thở, cho chúng ta đồ ăn, cho chúng ta nước uống. Chúng ta phá hủy môi trường chính là phá hủy ân nhân của mình. Chúng ta là những người vô ơn. Đúng vậy. Từ giờ tụi mình sẽ về làm những việc tốt cho môi trường. Mình sẽ không xả rác để cảm ơn môi trường đã nuôi sống mình. Thôi, mình về nhà dọn dẹp những gì các bạn đã gây ra thôi nào. Mama, cẩn thận. Bao vây hắn. Mama. Dừng lại. Rút lui mau. Sao lại rút? Chúng ta đang thắng mà. Tụi này còn muốn đánh nữa. Đánh gì mà đánh? Rút mau. Bọn chớp chớp đã lẻn vào căn cứ và vô hiệu hóa máy móc của ta rồi. Nếu không rút bây giờ, tí xíu nữa phi thuyền của ta sẽ không hoạt động nữa đâu. Papa, mama. Mama và papa có sao không? Ta không sao. Cũng may các con đã kịp lúc vô hiệu hóa máy móc của tiến sĩ Đơ. Công lao này của tám tốt hết đó. Mấy cái máy móc đó có là gì với em? Vậy là không còn trường đào tạo tài năng nữa rồi. Chúng ta cũng không được đi nước ngoài rồi. Các con không cần buồn, nếu các con cố gắng, dù học ở đâu các con cũng có thể phát triển khả năng của mình và thành nhân tài. Papa và mama luôn tin tưởng và ủng hộ các con. Yeah. Nữa đến Tết, mình đi chơi Tết mua đồ để tặng cho các bạn khó khăn đi mama. Con mới đạp heo đó.